Chân thành cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, một ngày ba bữa đều ở những quán cơm mất vệ sinh, thực phẩm kém chất lượng, một trong những lý do dẫn đến tình trạng ngộ độc ung thư tăng cao ở Việt Nam. Người tiêu dùng đang dần trực tiếp tự giết chết sức khỏe của mình bằng sự lơ là và thiếu cân nhắc. Tuy nhiên, có những trường hợp chẳng phải là ham rẻ cũng chẳng phải lười nấu ăn tại nhà như trường hợp của những người dùng đang phải nằm điều trị trong bệnh viện. Để có cái nhìn cận cảnh và thực tế, phóng viên chương trình đã có mặt ở bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh nhếch nhác với đủ các loại cửa hàng thức ăn bày bán la liệt trước cổng chính dưới lòng lề đường. Giờ đây là một giỏ bánh mì được đặt ngay lề đường, không một vật che đậy, và chủ nhân của chúng dùng tay trần để bóc tách bánh, thế nhưng vẫn tấp nập người mua. Trước cổng bệnh viện Tim thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt các quán bày bán thực phẩm, nào là cơm bình dân đến các loại hủ tiếu, các món nguội như chuối luộc, bánh mì. Nhưng một điểm chung tại các quán này là đều để thức ăn trần ngoài trời không che đậy. Hay một quán hủ tiếu bình dân được bày bán ngay dưới lòng đường. Giấy, rác sau khi ăn được vứt ngay dưới chân, nhếch nhác, lộn xộn là cảnh tượng chung của các hàng quán này. Giờ đây, bệnh viện Chợ Rẫy vào giờ ăn trưa, tấp nập kẻ bán người mua. Đa phần các quán ăn ở đây diện tích khá chật hẹp và ẩm thấp, thế nhưng vẫn rất đông khách. Tại đây, những xe đẩy bán cơm trưng bày thức ăn ra giữa trời nắng, không một vật che đậy, mặc cho nắng nóng và bụi đường. Giá của mỗi hộp cơm này chỉ 20.000 đồng. Những quán cơm tấm thì nghi ngút khói, những miếng thịt sườn bị nướng cháy đen. Tuy nhiên, khách hàng chả mấy ai để tâm chuyện này. Thưa quý khán giả, nếu như chúng ta không xem đoạn clip này thì chắc có lẽ vẫn chưa nhận ra khả năng vi khuẩn xâm nhập vào người theo đường ăn uống lại dễ đến như thế. Và sự nhếch nhác này đã vô tình gây bệnh ra sao? Mời quý khán giả tiếp tục tìm hiểu. Theo thống kê, ở Việt Nam có tới 94% thức ăn đường phố bị thả lỏng hoặc không thể quản lý, giám sát. Và 70% thức ăn đường phố không an toàn, tiềm ẩn ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng. Tuy nhiên, những thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của cơ thể, nếu không được sản xuất, chế biến và bảo quản đúng cách, nó cũng có thể là tác nhân gây ra những căn bệnh về đường tiêu hóa, dị ứng, thậm chí là sốc phản vệ. Thì không riêng gì là ở những cái trước cổng bệnh viện, mà trước là thức ăn đường phố nói chung mà không có được mà che đậy cẩn thận thì nó nhiễm những con vi sinh vật, tức là những con vi trùng, những con ký sinh trùng, ví dụ như là những con vi khuẩn E. coli gây ngộ độc thức ăn, gây tiêu chảy cấp, hay là những con vi trùng hay là ký sinh trùng tả lỵ, hoặc là thậm chí là thương hàn, hoặc là viêm gan A, E. Ngoài ra còn một con vi khuẩn cũng bây giờ rất là thường gặp, đó là nhiễm cái con vi khuẩn H. pylori, nó gây bệnh viêm loét dạ dày, thậm chí có thể nguy cơ ung thư dạ dày, mang rất là nhiều bụi bẩn. Nhiều người sẽ thắc mắc, nếu như chúng ta không mua những thức ăn ở ngoài lề đường, trước cổng bệnh viện, vậy thì có cách nào để cho chúng ta mua được thực phẩm an toàn hơn? Và tôi nghĩ là hơn được một chút thôi thì chắc chắn là sẽ có, thưa quý khán giả. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đa số khách hàng của các quán ăn vỉa hè tại các bệnh viện là người tỉnh lẻ. Do điều kiện kinh tế, vì không rành rẽ quán xá đường đi, nên nhiều bệnh nhân thường chọn các quán ăn lề đường mà không ý thức được rằng việc này rất nguy hiểm. Từ năm 2012, Bộ Y tế đã ra quy định về tiêu chí vệ sinh của thức ăn đường phố, thì những quán bán hàng ăn phải có bàn cao ít nhất 60cm. Thức ăn chính bày bán phải có tủ kính để tránh côn trùng, bụi bặm, mưa gió. Người bán hàng không được dùng tay bóc trực tiếp thức ăn chính cho khách, mà phải dùng bao tay ni lông. Phải có nguồn nước, phải có dụng cụ riêng để chế biến thực phẩm chín và sống, không được sử dụng phụ gia ngoài danh mục. Tuy nhiên, do lỏng lẻo trong khâu kiểm tra kiểm soát, nên người bán thức ăn đường phố chẳng mấy quan tâm đến những quy định này. Mặc dù Bộ Y tế đã liên tục cảnh báo nguy cơ dịch bệnh từ thức ăn đường phố, tuy nhiên, một bộ phận người bán vẫn chưa quan tâm. Trước tình hình thực phẩm bẩn tràn lan, và nhất là tình trạng các hàng rong, hàng quán ăn trước cổng bệnh viện, chúng ta không hề biết được những nơi này có thực sự hợp vệ sinh hay không. Vì vậy, để tránh trước bệnh vào người, người dân phải hết sức thận trọng trong việc lựa chỗ ăn uống, nên lựa chọn những hàng quán sạch sẽ và hợp vệ sinh. Nếu có thể, đăng ký những suất ăn trực tiếp ở căng tin bệnh viện để đảm bảo an toàn và nói không với thực phẩm bẩn và thức ăn vỉa hè. Vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng bệnh viện luôn là một vấn đề được xã hội quan tâm và lo ngại.
do sự ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe của cả bệnh nhân và người thăm bệnh. Do đó, người tiêu dùng cần có sự chọn lựa kỹ càng về an toàn thực phẩm, cũng như là sự quyết liệt của cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn ngộ độc thực phẩm, các bệnh mãn tính xảy ra nhiều hơn.